Nếu một ngày đẹp trời, tài khoản của mọi người bị lỗi tính năng xác thực hay yếu tố, nó sẽ hiện lên cái phông nền màu xanh bảo vệ tài khoản của bạn. Thì mọi người hãy yên tâm, cái video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mở lỗi tính năng xác thực hay yếu tố này nha. Trước khi vào video, mọi người cho Viền xin giới thiệu sơ qua, thì bên Viền có nhận tăng like, tăng follow, mở khó bảo mật ok tài khoản fake, chạy quảng cáo. Thì ngoài ra bên Viền cũng có nhận cung cấp fanpage like IDC nha, hoặc là kích like IDC trên fanpage chính chủ. Thì mọi người cần thì cứ liên hệ qua số Zalo của Viền. Số Zalo của Viền là 0398776610. Thì số Zalo này Viền có để bên góc trái màn hình. Anh em nào cần thì cứ nhắn tin qua số Zalo Viền nha. Thì quay lại đầu video, tại sao tài khoản của mình nó bị lỗi cái tính năng xác thực hay yếu tố và nó cần mình là bảo vệ tài khoản của bạn? Thì cái trường hợp này, khi mọi người tắt cái ứng dụng xác thực hay yếu tố đi thì nó sẽ bị lỗi, hoặc là mọi người đăng nhập vào một cái thiết bị mới, trước đó mọi người chưa có đăng ký, trước đó mọi người chưa có bật tính năng xác thực hay yếu tố và mọi người đăng nhập vào một cái thiết bị mới thì nó sẽ hiện lên là bảo vệ tài khoản. Thì cái dạng này, đối với những tài khoản nào anh em nó cho mình bật á, thì anh em chỉ cần bấm vào bật tính năng xác thực hay yếu tố là nó sẽ cho mình bật. Còn những tài khoản khi anh em bấm vào thì nó sẽ bị hiện lỗi như thế này. Đây, khi anh em bấm vào bật tính năng xác thực hay yếu tố là nó để là sorry, là tài khoản của anh em không bật được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mở lỗi cái tính năng xác thực hay yếu tố này nha. Thì khi mà mọi người muốn mở cái tính năng xác thực hay yếu tố này, mình phải đá vào một dạng nữa, gọi là dạng 956. Thì đối với những tài khoản nào mà anh em có Gmail á, thì anh em đá được nha. Còn riêng với những cái tài khoản anh em nào mà không có Gmail thì yêu cầu anh em phải là phải chính chủ, tên với lại ngày tháng năm sinh trùng với lại giấy tờ thân nha. Thì đối với những anh em nào mà không có Gmail, anh em hãy lên truy cập vào Chrome hoặc là Safari cho mình. Mọi người có thể ghi cho mình là link 948. Nó sẽ ra là cái phần là báo cáo tài khoản màu danh, hoặc là mọi người có thể ghi là báo cáo tài khoản màu danh, nó vẫn ra nha. Đây, mình có thể ghi là báo cáo tài khoản màu danh, xong mọi người bấm vào cái phần đầu tiên cho mình. Rồi ở đây mọi người chọn vào cái dòng này cho mình nha. Xong mọi người chọn cho mình cái dòng thứ hai. Rồi mọi người chọn cho mình dòng thứ nhất nha. Rồi ở đây mọi người ghi là họ tên của mình, mọi người hãy ghi vào. Thì ở đây mình làm demo thôi nha. Như là Nguyễn A. Rồi nhập địa chỉ email. Rồi a@gmail.com. Rồi tên đầy đủ của tên trang cá nhân. Thì mọi người hãy vào cái link Facebook của mình. Đây, mọi người hãy sao chép cái tên của mọi người nha, cái tên mà cái fan cần mở. Rồi mọi người sao chép xong, mọi người dán vào đây. Mọi người dán vào, rồi cái phần chọn tệp thì mọi người hãy chọn cho mình cái giấy căn cước công dân mặt trước hoặc là giấy phép lái xe. Thì bên Viền cũng có nhận pha kê những cái giấy mà anh em đặt tên nó không có chung với lại giấy tờ của mình nữa nha. Rồi anh em bắt đầu bấm vào chọn tệp. Xong cái phần liên kết đến URL là anh em hãy sao chép cho mình một cái link file. Thì ở trên máy tính anh em chỉ cần bấm lên đây thôi. Có trên điện thoại thì anh em hãy bấm vào trang cá nhân. Anh em bấm vào 3 chấm bên dưới cuối á, nó có cái phần là sao chép liên kết đến trang cá nhân. Thì mọi người hãy bấm vào đó là mọi người sẽ sao chép được nha. Ok, thì khi mọi người sao chép xong, mọi người bấm vào đây. Rồi cái phần thông tin bổ sung, mọi người hãy ghi ngắn gọn cho mình cũng được, là ghi là tài khoản màu danh thôi cũng được. Tài khoản màu danh, rồi xong, mọi người ghi hết, mọi người sẽ bấm cho mình là gửi. Rồi khi mọi người gửi xong, mọi người hãy đợi cho mình 5 phút đến 1 giờ thì tài khoản của mọi người nó sẽ nhảy ra cái dạng là 956. Thì bây giờ ra cái dạng 956 này, mình chỉ cần bấm vào cái phần bắt đầu rồi mình xác minh. Ok, thì khi anh em xác minh xong, tài khoản của anh em nó để là bạn đã mở khó tài khoản. Rồi anh em chỉ cần bấm vào cái phần quay lại Facebook là tài khoản của mình nó sẽ mở thành công thôi nha. Thì video này thì sẽ demo cho anh em cái cách mở khó nha, tại vì hiện tại Viền không có một cái tài khoản nào đang bị khó dạng như thế này. Thì video này Viền sẽ làm demo cho mọi người xem nha.
Anh em nào thấy video này của Viên hay thì nhớ cho Viên xin một like, một đăng ký kênh, nhớ thẳng vào chuông để theo dõi những cái video mới nhất của Viên nha mọi người. Bye.